Kính thưa quý khán giả thân yêu của kênh Thăng Long TV, hôm nay chúng ta lại hẹn ngộ với nhau qua một cái màn ảnh nhỏ như thế này nữa. Và lần đầu tiên Cường xin kính chúc quý vị khán giả thân thương của kênh Thăng Long TV được một ngày an lành, một năm an lành và cả đời chúng ta được an lành. Và vào cái chủ đề ngày hôm nay thì Cường xin nói về điện ảnh của Mỹ, tại sao điện ảnh của Mỹ đã đi sâu vào lòng người. Thì quả thật thì nói thì cái điện ảnh của Mỹ đó, nó phim của Mỹ đó, nó phân ra rất là nhiều loại phim, phim dành cho con nít và phim dành cho người lớn. Và tất cả các ngôn từ gì đó của nhà biên kịch họ viết đó, thì cái người diễn viên phải nói ra hết, từ tục tĩu cho đến những cái gì là phải nói ra thì nó mới lột tả hết. Bởi vậy phim Mỹ nó có phân ra nhiều loại là nó như thế. Cái đó Cường muốn đem về cái lĩnh vực điện ảnh để Cường làm một cái nhịp cầu, Cường nói qua cái chủ đề ngày hôm nay. Thế thì nếu mà trong cái chủ đề ngày hôm nay Cường mà có nói lên những cái điều gì, những cái ngôn từ gì mà nó hơi bị chói tai, nhất là các bạn nữ đó, thì xin quý vị, quý khán giả bỏ qua giùm cho Cường. Tại vì không nói thì nó không có lột tả được trong cái đoạn video clip mà Cường xin cống hiến quý vị khán giả. Và Cường hứa với lòng của Cường, lúc nào Cường cũng cống hiến quý vị khán giả trong nước cũng như ngoài nước, từ cái bất ngờ này sang một cái bất ngờ khác. Vì cái bản thân của Cường đã học về cái gì và biết được cái gì thì Cường không có trình bày nữa, Cường đã trình bày lâu rồi. Xin quý vị khán giả cố gắng lắng nghe. Và Cường rất trân trọng cái thời gian của quý vị đã nghe và xem Cường. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Vâng, thì một cái đề tài ngày hôm nay mà Cường xin đặt ra một cái tiểu tựa nho nhỏ cho nó vui vui. Đó là mù mà bài đặt quăng lựu đạn. Vâng, kính thưa quý vị khán giả. Chúng ta thông thường thì chúng ta, đối với bản thân Cường nhé, thì Cường không có muốn chỉ trích hay là bới móc một cái vấn đề gì đó mà cùng một cái quan niệm hay một cái quan điểm gì ra mà mình phải đem ra mình bàn cãi. Nhưng mà cái sự việc này thì Cường đã dùng rất là nhiều cái từ trong đây rồi, nó rất là buồn cười, nó rất là ấu trĩ. Đó là ông tổng thống, nghe nói cái hết hồn. Ông tổng thống Đào Minh Quân, đệ tam cộng hòa. Thì đúng ra là Cường không có muốn nói nữa đâu, nhưng mà Cường thấy nó, những cái loại con người này thì chúng ta phải cần mới nói. Và trước khi vào nói chuyện với quý vị khán giả thì Cường xin kính chào bác chú đi, tại vì lứa tuổi của chú thì nhỏ hơn của ba cháu lắm, nhỏ lắm. Nếu mà so về trình độ, so về học vấn đó thì chắc có thể vào cái thời điểm đó nha, thì chú đáng xách dép cho ba của con thôi, rồi có thể thay tã cho con, lúc đó con còn nhỏ nha. Con có những cái gì mà những từ bất hảo thì con xin kính chú bỏ qua giùm cho con. Cái đó là một lời con xin nói trước với chú. Nếu chú có xem được thì chú đừng có buồn, mà chú có buồn thì chú cũng chẳng làm được gì con. Dạ, con có những đôi lời như thế gửi đến chú. Dạ, kính thưa chú Đào Minh Quân hả? Vậy mà con cứ nghĩ là Đào Mã Bố chứ, con quên. Tổng thống đệ tam cộng hòa, hôm nay con xin một cái điều nó cũng hơi là vô phép đối với chú, là con xin được thành lập cái nội các dùm cho chú. Tại vì con chờ hoài mà sao con không có thấy cái nội các đó đi đâu, thì con mới hỏi một người thành viên ở trong bác, thì nói cái nội các của bác rất là bận biệu. Bận biệu hình như là đi rửa mấy cái nhà cầu hay là cái gì đó, chưa có thành lập được, chưa có triệu tập được. Thành thử ra con xin mạn phép nơi đây
con xin dùng cái từ hừa nó hơi vô lễ đối với bác, con xin tự thành lập cái ban nội các cho bác luôn, để bác còn rảnh thời gian mà để bác còn leo cột điện hay là bác còn té giếng chút xíu nữa nha. Thì cái mà con nghĩ á, con nghĩ con xem trên các đoạn video clip của bác làm á, nó hay vô cùng, con thích nhất. Bác đi chiếc xe limousine của giống như là tổng thống vậy đó, hình như là bác mướn ha. Ồ đúng rồi, hình như là bác mướn chứ không phải là quốc hội Mỹ đặt một cái hãng Rolls Royce mà giống như tổng thống Mỹ đi bây giờ, hình như bác mướn. Bác cho con biết bao nhiêu tiền một giờ để con gửi tiền lại cho bác. Nhưng mà con kính thưa bác như thế này, bác rút chốt lựu đạn bác quăng mà sao con thấy bác không có quăng, bác bỏ vào trong cái túi quần á của bác á, coi chừng nó nổ chết à. Nếu mà như con mà gặp như bác á, con không có mướn chiếc xe ở đâu, rồi chiếc xe đó nó xưa rồi, con thấy nó cũng hơi xưa xưa rồi thưa bác. Nếu mà con làm như bác á là con mướn luôn cái chiếc Air Force One luôn, rồi con chơi luôn cả một chiếc trực thăng Marine One luôn đó. Mình phải nổ như thế chứ, bắt nổ chiếc xe không bình thường. Con thấy cái chuyện đó là chuyện bình thường, con có những cái góp ý nho nhỏ đối với bác nha. Thành thử ra bác có nuốt lưỡi lam thì qua đây con chỉ cho chút xíu nữa rằng cho bác nuốt lưỡi lam để không thôi mà bác nuốt cả chớn là nó rọc lũng bao tử, là lúc đó là bác chết, là lúc đó bác phải mang tã nữa thì còn khổ lắm. Dạ vâng thưa bác. Dạ kính thưa chú tổng thống Đào Minh Quân, thì hôm nay thì con thành lập nội các cho chú liền đây. Con phải suy nghĩ vắt nát cái óc của con và để con thành lập, và nhân đây con sẽ kính trình lên tổng thống Đào Minh Quân một số nhân vật mà con đã tuyển lựa được cho chú. Trước tiên thì Đào Minh Quân thì con xin tự đặt là Tắc Kè Bông. Đào Minh Quân Tắc Kè Bông là tổng thống, còn phó tổng thống là Vũ Huynh Trưởng, tự là trưởng trợ trời đó. Hai người nhân vật chủ chốt theo như con nghĩ xứng đáng để được làm tổng thống và phó tổng thống. Thì ở dưới thì chúng ta sẽ có các bộ trưởng như sau. Bộ trưởng Bùi Kim Thành, đặc trách về khoa y tế tâm thần. Dạ Bùi Kim Thành tự là Thành tâm thần, bác thấy được không? Không được thì con đổi cái người khác cho. Còn tiếp đến là bộ trưởng về tôn giáo, thì sau khi con tuyển lựa tất cả các loại thích, từ thích giác hơi rồi cho đến thích đủ thứ rồi cho đến thích cái gì đó, thì con thấy là thích thông lai thì vào trong cái chức vụ bộ trưởng này rất là hay. Dạ tại vì con thấy con nghiên cứu được thì Hòa Thượng Thích Thông Lai này rất là giỏi, tu ở một cái chùa coi như là tự là cái chùa kêu như là Hiếp Dâm Tự đó, mà đệ tử của chân truyền của Nọc Độc Đại Dương. Thành thử con nghĩ nhân vật này xứng đáng để ngồi vào chức bộ trưởng đó. Và cái người thứ ba bộ trưởng nữa đó là bộ trưởng Vũ Công Lý, tự là Lý Thời Sự. Dạ vâng, con xin có những cái tên như thế thì nó mới hay. Bộ trưởng này là chuyên môn về coi như là bộ trưởng về trùm sống đỉ, rồi theo như con thấy nó như vậy đó. Thì con sẽ xin trình bày tiếp nha. Cái người bộ trưởng tiếp theo là bộ trưởng về thú vật, đó là bộ trưởng Phan Kỳ Nhân. Ê trời, còn lại hỗn láo nữa, Phan Kỳ Nhân. Trời ơi, con xin thành thật xin lỗi bác Nhân. Bộ trưởng Phan Kỳ Nhân, tự là Nhân leo cục điện. Dạ, bộ con thấy cái chức vụ và cái chức danh này của bác cũng rất là đúng đó, cũng hợp tình hợp lý với bác đó. Rồi bộ trưởng tiếp tục nữa là
Bộ trưởng Nguyễn Phương Hùng, tự là Hùng Té Giếng. Con thấy bộ trưởng này lo về đặc trách về khoan các mỏ này kia nọ đồ này kia nọ đồ, ven thềm lục địa này kia nọ đồ, con thấy rất là hay. Nhân vật này cũng khá giỏi về học thức, nếu mà đếm từ lớp 1 cho xuống. Thì bao nhiêu đó thì bộ trưởng, thì con đưa ra những cái bộ trưởng đó. Và theo như chú Đào Minh Quân, tổng thống và phó tổng thống thấy có được hay không. Còn nếu mà không được thì cứ điện thoại, số điện thoại cho con là 281 không không biết và không không thấy. Dạ, con xin có những cái đôi lời con gửi về cho ngài tổng thống, những cái danh sách mà con đã đưa lên rồi, còn những cái mà về khi mình định lập nội các chính phủ, còn cái điều quan trọng nhất đó là tiền bạc thì bác khỏi lo, con đã tính toán sẵn hết trơn rồi. Con xin trình bày tiếp nha. Dạ thưa bác, con cũng mới vừa liên lạc lại với lại Đảng Việt Tân. Đảng Việt Tân sẽ cố gắng đi lừa đảo và lừa gạt thêm chút đỉnh tiền nữa, rồi sẽ đưa cho bác toàn bộ số tiền mà bác yêu cầu. Giàu lắm, ở đây lừa đảo dễ lắm, cứ tốn tí nước bọt với lại sủa sủa vài phát là có tiền ngay. Bác yên chí vấn đề đó, con đã liên lạc xong rồi. Còn cái vấn đề, ủa, mình có quân có tướng mà sao mình không có lính? Cái vấn đề này rất là nan giải, nhưng mà đối với con là dễ như là trở bàn tay. Con cũng múa lửa cũng được được lắm, mà cũng không nói dối gì, con cũng dạy cho các bác múa lửa và siết khỉ. Về vấn đề tuổi tác mà để tuyển mộ quân lính thì con 12 sư đoàn đủ không bác? 12 hay là 15? Thôi 12 thôi, 15 lấy đồ ăn đâu mà cho nó ăn, chết à, không được đâu, con cho 12 sư đoàn thôi. Thì cứ lứa tuổi độ vô đó, để mà tuyển vào đó, thành lập quân đội đó, thì con sẽ lấy cái lứa tuổi này, nó rất là hợp lý, con thấy nó rất là hay. Trẻ nhất là 72 tuổi, và già nhất là 87 tuổi. Nhưng mà theo như con nghĩ thì bác phải chuẩn bị cho con một số, chẳng hạn như là xe lăn nè, rồi mấy cây gậy, chắc bác biết mấy cây gậy gì. Đó, xe lăn và gậy. Mà cái quan trọng nhất là bác vào trong các chợ đó, bác vào trong cái cửa, vào trong cái ào mà nó để về tả con nít rồi đó, bác lấy cho con một số tả nữa. Con xin nhấn mạnh lại là gồm có xe lăn, gậy, với lại tả. Đó là những cái trang phục mà con thấy rất là thích hợp cho cái đội quân hùng mạnh của mình, khoảng chừng 12 sư đoàn. Con kính trình lên bác, xin bác duyệt giùm con nha. Dạ vâng, Cường đã trình báo lên cho Tổng thống Đào Minh Quân và các ba quân tướng sĩ như thế. Quý vị khán thính giả trong nước ngoài nước thấy nó như thế nào? Thì đóng góp cho Cường thêm, tại Cường còn nhỏ tuổi lắm, nhiều khi còn sơ xuất những cái kinh nghiệm gì đó, khi xin quý vị khán thính giả đóng góp vào cho Cường để làm cho cái đệ tam cộng hòa này nó thêm hùng mạnh thêm. Nếu quý vị có tí tỉnh tiền thì xin đóng góp về cho Cường 10 đồng thì Cường sẽ lấy ra 9 đồng Cường đi mua nhà, còn 1 đồng thì còn lại thì Cường đi mua một số tả cho quý chú quý bác để làm cái việc mà che cái lỗ đại tiện nó cho nó đừng có thối. Dạ vâng. Nhưng mà quý vị khán giả chờ cơ chút xíu, hình như là có đầu dây phía bên kia, bác Đào Minh Quân điện thoại qua cho Cường. Mà cái điện thoại này nó đặc biệt lắm, cái điện thoại này là chuyên môn xài cho âm binh không à. Thành thử ra nó không dây và thậm chí nó cũng không có hình ảnh, và thậm chí nó không có phone luôn, ghê lắm.
Alo, chào bác. Ôi, chân lý quá, cao quý quá. Con chờ bác hoài, bác không điện thoại cho con. Bác làm như thế? Ô, đi hút hầm cầu à? Ô, bận biểu quá hả? Không sao, những cái tiệc khoản đãi đã còn lo hết. Đây nè, bác cứ ra ngoài cái chỗ mà đằng sau mấy cái chợ Mỹ đó mà nó vứt mấy cái đồ mì gói rồi các thứ, mấy cái chai nước mà nó quá hạn đấy, bác cứ gom về rồi nấu một nồi nước sôi lên rồi thế đó, thì bác cứ cho nó ăn vào thì nó no thôi, chứ cần chi đãi nhà hàng, mình có tiền đâu. Này này, nó nhỏ nhỏ tí mẹ thằng Mỹ nó nghe cái mà nó đái vào mồm mình là chết nha. Nhỏ nhỏ thôi. Rồi, ok. Ok Harley, ok, quyết định thế nha. 12 sư đoàn. Cái gì? 15 sư à? Chơi luôn 15 sư, chơi luôn. Vâng, ok, bye bye. Đó là Phó Tổng thống với lại Tổng thống mới vừa điện thoại cho Cường. Ghê lắm, cái dạng âm binh này nó không có xài iPhone. Trời ơi, iPhone xưa rồi, Samsung mà vứt đi. Âm binh là mình phải cần những thầy mo nó thổi lên. Cường có một thầy mo, để hôm nào Cường xin công hiến quý vị khán thính giả về lão thầy mo rất là hay nha. Kính thưa quý vị khán thính giả, chúng ta phải tạm chia tay. Cường còn một số công việc để Cường phải lo nữa. Vừa hãng, vừa nhà, vừa con, vừa cái, ô, đủ thứ hết. Cường chân thành cảm ơn thời gian quý báu của quý vị khán thính giả. Và trước khi chúng ta chia tay thì quý vị khán thính giả xong rồi thì con cũng xin chia tay với lại Tổng thống. Mình đi, mình có ăn có học, đi phải thưa và về phải trình. Dạ vâng. Thì con kính xin chào Tổng thống và Phó Tổng thống và các quý cô, quý chú, quý bác sẽ nhận được một số quà của con từ đồng bào trong nước và ngoài nước gửi cho bác. Quý nhất là gậy, xe lăn và tả. Và không gì hơn, con xin chân thành cảm ơn. Bây giờ Cường xin trở lại với lại quý vị khán thính giả thân thương của Cường ở trong kênh Thăng Long TV. Cường chỉ lấy xin một cái câu kết nó như thế này thôi. Con người chúng ta, như Cường đã trình bày thì con người nó như thế nào, nó ra làm sao thì Cường đã trình bày rồi. Nhưng mà cái đáng yêu nhất của con chó là nó hiểu được tiếng người. Và cái điều đáng kính nể nhất của con người là sủa được tiếng chó. Đó là cái lời Cường xin kính gửi đến quý vị khán thính giả. Và Cường cũng xin nói với lại các chú các bác ở bên hải ngoại này mà còn cầm cờ này cái nọ đồ, thì Cường xin kính tặng các chú các bác hai câu thơ nho nhỏ thôi. Tướng thất trận như mèo mù ngồi xó bếp, nheo mắt nhìn chuột nhắt diễn binh. Vâng, Cường xin thành thật cảm ơn thời gian quý vị khán giả đã chờ đợi và theo dõi Cường. Xin tạm biệt. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta phải... xin quý vị khán giả chờ tí. Cái đám âm binh kia nó lại gọi cho Cường. Vâng. Alo. Vâng, con xin kính xin chào ngài Tổng thống ạ. Dạ vâng ạ. Dạ sao ạ? Hết khẩu trang hả? Vâng, cái dịch corona thì hết khẩu trang là phải rồi. Không, 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 cái đó là không được bác ạ. Bác dùng cái tả đấy đấy, xong bác giặt lại nha. Bác giặt cho sạch, xong xuôi úp vào mồm thì nó thành cái khẩu trang thôi. Ôi trời ơi! Rồi, cái ý kiến đó, cái idea đó rất là tốt. Cứ thế là làm đi bác nha. Cứ lấy cái tả đó giặt xong úp vào mồm, đây là thành cái khẩu trang. Vâng. Ồ thế hả? Truyền thống thì có rồi, con dắt đòn trọng vào cho bác rồi, diễn kiến bác rồi, bộ trưởng đấy. Sao? Thế nào? Bác bảo con dắt con lừa vào cho bác à? Ồ thế hả? Cái lúc đó bác bị ngáo đá là, ôi con dẫn đoàn trọng đây, bác bị ngáo đá và bác nhìn thấy con lừa. Không, đoàn trọng đây không phải là con lừa đâu. Đây, đúng đấy, ký giả đấy, lớn lắm đấy, một tên tuổi lớn lắm đấy. Vâng,
lớn hơn hạt cát một tí. Vâng, rồi, chúc sức khỏe nhá. Ok, bye bye. Cùng bận lắm các thưa quý vị. Dạ. Yeah.